nội dung tải về omlet chat party link pc link play game newsor 10 chúng ta play music play Sex, check power quản lý file remote link xe link spend để chơi game và thời tiết thư viện <laughs> hiện tại mình đang có đây chiếc hệ điện thoại rất là huyền của thoại chứ không phải là huyền gọi là huyền bình thường nhé mọi người sản phẩm này được xem là phổ cập smartphone đến cho mọi người dùng bình dân và cái bàn chân vừa rồi xấu xí là của thằng kiên và nếu các bạn là đầu tiên đến với kênh mình show hãy like subscribe để ủng hộ bọn mình để kiếm cơm sống qua ngày và follow instagram và những cái trang mạng xã hội khác của bọn mình nhá đây tức thật sự Điều đầu tiên ấy, đây là sản phẩm chạy chip Intel thì Intel đã từng nhảy vào thị trường smartphone để cạnh tranh với lại rất nhiều nhà sản xuất khác. Thì nó sử dụng đó là con chip Intel Atom là 2Z2580. Tuy nhiên con chip này thì thời điểm đó nó có một cái khả năng xử lý rất là mạnh mẽ trong tầm giá tiền nhưng ngược lại thì nó sẽ bị nóng và kén tương thích game ứng dụng hơn. Camera chính của sản phẩm là lên tới là 80 megapixel có khả năng quay phim được độ phân giải Full HD. Nói về quay phim thì video này được quay bằng chiếc LG Phone 3 chính hãng nha mọi người và mình sẽ sớm có bài đánh giá chi tiết về nó. Ở bên dưới sẽ có cổng micro USB và cái nắp lưng ngày xưa của Asus thì họ thiết kế là có thể bóc nắp lưng nào được. Ngày xưa thì mình có trọn bộ đầy đủ ZenFone 456, kiểu cũng mua cho người thân gia đình á. Cái điểm đáng tiếc nhất là mặc dù thiết bị này bóc nắp lưng nó chỉ để lắp SIM và thẻ nhớ chứ nó lại không thay được pin. Bởi vì với cái thời lượng pin mà không ấn tượng như vậy mà con này thay được pin thì mình nghĩ thời điểm đó sẽ khá là hot. Thì nó sử dụng hai cái micro SIM phím bấm của Asus thì họ sử dụng cái ngôn ngữ thiết kế truyền thống là Gen tức nghĩa là bên này nó sẽ là phím cho chúng ta hiệu ứng vòng tròn đồng tâm và sau một thời gian nó bị trầy xước trong cái lỡ thì khá là tẩm thì cái điều này phải chấp nhận rồi mặt trước của Asus thì thiết kế là đen hết và viền màn hình của nó rất là dày nhưng các bạn thấy là ngày xưa điều này hoàn toàn bình thường nó không phải là một cái tiêu chuẩn cao nhưng bây giờ là viền màn hình phải mỏng như kiểu là mấy cái con iPhone là bây giờ so nó thì rất là kỳ cục Ai... Sau người ngày xưa điện thoại lại cùi như này. Vâng, nhưng ngày xưa người ta vẫn thích tại vì sao? Ở bên dưới này cũng ngôn ngữ thiết kế gen, nó vòng tròn đồng tâm giống kiểu laptop của họ, nhưng mà cũng bị trầy xước và các bạn nhìn thấy sau nhiều năm á, chúng ta sẽ nhìn thấy là các cái chỗ này nó bị ghẻ lở ra, hắc lào lăng ben nó giống cái chân của thằng khôi cực thề luôn. Nếu bạn nào có cơ hội được nhìn thấy chân thật của khôi thì sẽ thấy là nó còn hơn như thế này nữa. Ngoài ra thì sử dụng ba phím cảm ứng ở đây là phím đa nhiệm, phím home và phím back. Uh, giao diện và màn hình của máy thì cũng rất là ok Thực ra đến bây giờ nếu mà vuốt và sử dụng lại cơ bản tác vụ trên cái con Zenfone này Thấy rất là mượt luôn Không có bị lag quá luôn Dựa trên Android 4.3 Thì sản phẩm chúng ta là sử dụng là 2GB đam. Màn hình của nó là 5 inch độ phân giải là HD Đó Và các bạn thấy là đây giao diện của Android ngày xưa này à, Ở đây thì uh, mình không muốn mà bài xích ai cả Nhưng mà tiên sư cái thằng viết viết ngọng Đờ mờ đứa nào bắt trộm của tao <laughs> Nghi là wifi này khôi tự làm lắm rồi, ok, bên trên thì sẽ có lo thoại này, chúng ta sẽ có camera selfie, đấy, logo của Asus à, Cái chiếc smartphone là một trong những vấn đề gặp phải thời điểm đó, nó cài quá nhiều BlackBerry Như các bạn thấy là mặc dù là bộ nhớ trong của nó thì cũng không phải là dung lượng quá lớn Nhưng mà lại cài, nhìn xem Asus cài là máy Asus, là nhạc này, nội dung tải về Omlet, chat party, link PC, link play game, new stand Chúng ta play music, play sách, play power, quản lý file, remote, link share, link spend it, rồi, với game on earth, thời tiết thư viện <laughs> Hết rồi chung cả nhiều quá các bạn ạ à. và ngày xưa cái widget của chúng ta sẽ chia ra một tab riêng như thế này thấy không có lẽ là nhiều người không nhớ đến những cái phiên bản android quá cũ nhưng mà ngày xưa android cũ chúng ta sẽ tách ra như vậy đó đây là các cái phần mềm các cái giao diện thì asus sẽ thay thế mặc định gần như không của android nữa trong khi những chiếc điện thoại asus như lg phone bây giờ sẽ có cái giao diện gần như là thuần google lại sử dụng nó rất là khá bọt và sản phẩm của asus ngày xưa thì nhấn mạnh vào nhiều tính năng ví dụ như là cái tính năng spendit này thì rất hay đó cho phép ta chỉnh thông số màn hình một trong những cái điều mà ngày xưa không nhiều hãng làm được đấy nó có thể chỉnh được sắc thái là 50 set upgrade ấy, mọi người, đó có độ bão hòa này thấy chưa? nói chung là rất nhiều những cái trò hay có thể làm được trên điện thoại của Asus thời điểm đó. hay là bản thân camera nhé, mình còn nhớ là ngày xưa có chế độ là cú đêm ấy, để chụp ảnh này. Đó siêu chụp đêm ấy là bây giờ là đây thiếu sáng hình biểu tượng con cú này nó sẽ tăng sáng lên rất nhiều vâng chụp xong mình biết là hóa ra là cú lừa sau đó đến khi mà chụp mà chụp thằng 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 kiên xong nó lại phát hiện ra là, là cú có gai các bạn ạ má dã man thật nói chung con cú này sẽ bộc lộ rất nhiều những cái cái cái, cái tính cách và có những sự thật về con người của chúng ta ảnh tự sướng nữa này thấy thằng kiên cũng có một bộ ảnh tự sướng toàn chụp xúc xích các bạn à. bịp dã man luôn vãi cả ảnh ảnh tự sướng xong rồi ảnh xóa thông minh này nhá nó toàn xóa cả người luôn đấy rồi ảnh động kíp vân vân và vân đó như thế là qua video này mình đã trên tay lại huyền thoại đó là Asus Zenfone 5 Khi bản 2014 đã được 6 năm thì nó là giúp cho chúng ta được tiếp cận ở chiếc điện thoại mà có mức giá rất tốt mà cấu hình của nó tuyệt vời bởi vì đấy Intel đã trợ giá cho Asus để đưa sản phẩm vào thị trường để phổ cập chip Intel nhưng đáng tiếc chip Intel thời điểm đấy lại gặp vấn đề là nóng và sau đó là cái khả năng tương thích ứng dụng thì nó không thực sự tốt nhưng mà dù sao vẫn là một chiếc điện thoại đáng mua nhất thời điểm đó và thậm chí không có hàng để mua cơ anh em nghĩ sao hãy comment cho mình biết những cái cảm nhận mọi người về cái huyền thoại này đừng quên là hãy follow Instagram và các mạng xã hội của bọn mình hẹn anh em trong các video lần sau. Hey, case of life, in of life, in of life, in case of life, Hey, survive.